rồi. Rồi, đấy, hôm nay hai anh em lên mẹ đổi tên cho chú Nhân con xe bỏ chót. Tháo biển ra đổi tên. Có khác hả? Vô làm bèo bèo. Đang kia. Camera đây. Đang nghe chứ đi. Mày quay từ ơi, quay anh áo xe chú ít ra hai anh em phải. Mày đứng ở xa mày quay cả xe mày vào nữa. Biết biển cũ đấy, lắp biển mới là phất đồ đã cắm dừng đi. Có tố mẹ đây, cái tàu lại hơi tối. Em chụp cho rồi em gửi lại anh sao. Em gửi hình anh sao. Mày đưa anh nó quay rồi đây mọi người. Cái chỗ mà cái vàng vàng là mọi người mang tháo biển ra xong rồi vứt được thùng rác để lấy cái mã dán vào đây với cả lồng 500 yên đấy, khai báo. Mày bỏ một tờ nữa cho anh, bỏ tờ cái tờ thứ hai để cho mọi người nhìn biết rồi. Sao tờ này tờ không cần, tờ này cái tờ mà nó mày khai báo ấy, cái tờ khai báo là mọi người không biết, nhiều đứa giá không biết đâu. Đây này, tờ mà cuối cùng. Đây tờ bên kia. Đây cuối cùng đó, tờ này cuối cùng. Tờ này nó giống như tờ kia. Không, anh đưa cái tờ đấy. Tờ này là mọi người khai báo khai nhầm, thay nhật thì phải anh này. Đây cái tờ này là nhiều người Việt Nam mình là không khai báo được. Rất chi là sợ đấy. Bên phía trên đấy là các bạn cứ dùng cái sạc kèm mà ghi vào là được đấy. Mọi người nhìn kỹ nha, tôi giữ lại một phút cho mọi người nhìn kỹ. Không, người ta chụp màn hình lại mà anh khỏi giữ. Dài dài được rồi. Hôm nay anh Toàn đi đổi chủ cho mình. Sang tên là chủ nhân. Sau sang kia lấy đóng một tờ giấy hoặc là vứt mấy tờ giấy biết rồi xong là chỉ đấy thôi. Tắt nha. Còn một tờ nữa, mình cho mọi người xem tờ này để viết phòng số 13. Tờ này là tờ để lấy ra lý biển. Chụp rồi. Rồi á. Cái tờ này là tờ để mình đăng ký, mình ghi xong số và mình ghi biển. Số người trên xe rồi thì trọng lượng xe, khung xe bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu á, ghi hết vào. Đó, cái địa chỉ của người bán cho mình. Cái này là địa chỉ người bán. Đây là người mua, địa chỉ người mua. Đấy, cho mình ở. Đó, số điện thoại vào đây. Còn những cái này thì ở trên cái sạc kề nó có hết, nó ghi hết vào đây. Cái tờ này là hôm bữa anh lấy đâu nhỉ? Cái tờ này, tờ này thằng kia là cho mà. Đấy, nhưng mà không có là anh lấy đâu. Bên kia, cái khu nhà kia. Đầu tiên là mình vô khu nhà kia. Không, vào đây trước. Vào đây trước. Vào đây thì khu UK trước này. Để nó sắp giấy tờ trước này. Xong ra tháo biển. Tháo biển nó cho vào chỗ mà lúc anh em mình vứt đấy, để lấy cái tờ giấy vàng vàng ấy, đúng không? Đấy, xong rồi thì là sang đóng tiền 500 yên. Đóng dấu không cầm ra là lục là ok. Nhưng mà cái tờ này là ghi ở đâu? Tờ này xong chỗ bên này rồi, xong sang bên kia. Xong kia lục là kia là xong, là lấy biển. Không, cái tờ này lấy ở đâu? Lấy ở khu nhà bên kia. Chốc nữa mới lấy, xong bên này mới xong bên kia, nhưng nó cho. Thì mình biết trước rồi. Thế hiểu? Thì nó nhanh ý. Đó. Mọi người phải hiểu cái nguyên lý là vào đây làm xong xong xuôi tục tháo biển xe mình, lấy cái mã ta vứt rác, vứt cái biển rồi. Xong rồi đã lột lăng thang viên xong quay lại đây là lột giấy xong xuôi là xong, lại quay về bên kia là lột lại nữa là xong. Hiểu chưa? Thôi ta đi anh à. Mày phải quay cho anh sai này, gì chưa bấm thì bấm ok chưa? Đúng rồi. Đây sau khi mà làm thủ tục đầu tiên vào phòng đầu tiên là xong rồi là có xã cô tên kia của chủ nhân rồi đó, Nguyễn Tân Nhân rồi. Đó, chuyển sang Nguyễn Tân Nhân này đó, xong xuôi rồi thì bây giờ anh em ta sang phòng bên 23 để đăng ký cái
biển số xe đây, cái tờ này chính là cái tờ này, anh em tôi khai báo sẵn rồi. Cái phần trên này thì ghi tên của địa chỉ của mình, tên và địa chỉ của mình, số điện thoại, và đây cái phần mục hai phần dưới này là cái địa chỉ cũ của cái người bán cho mình này, mình đi vào. Còn đây là cái số chỗ xe của mình, khu mình ở đấy, và số tên xe và mã xe. Ngoài ra thì anh em mình cứ ghi số 2 này là cái loại ấy đây. Sogata đấy, thì ở đây nó ghi sẵn rồi, tên ở trong cái xã kê nó có sẵn rồi, thì mình điền vào xong sang lộp phát là chờ lấy biển này. Anh em đi, let's go. Anh đi được, anh làm mày tầm mất tầm được khoảng nửa tiếng, trong nửa tiếng là xong. Còn mình ghi sẵn là chắc ở chừng 15 phút em toàn. Khó nhất là cái phần ghi ấy, đúng không? Ừ. Ghi đó nó mất thời gian, phải tra kanji rồi. Ghi còn ra, đúng không ấy? Ừ. Thế nhưng Cường nó mua con này đẹp à? Mà đéo mua. Thằng đéo mua chọn xe này. Ông im đi, ông nói rồi mẹ nó vô bị đeo rồi. Sao? Rồi ông Cường không coi rồi sao? Anh đưa cái bản số xe đây rồi. Sau khi mà sang phòng 23 xong thì sang phòng 16 anh em lấy biển, đóng một sen 530 yên. Anh em đi biển sang ra lắp xe lắp biển. À, anh em ra lắp biển. Anh nói gì em đâu? Tôi vít vào thằng này. Không, quay cả xe vào nhé, quay cả xe vào đây. Đây, sau khi mà thay biển mới ra, biển cũ anh em lắp biển mới vào. Đấy, hôm nay trời nắng rất đẹp trời. Đấy, anh em tôi thay biển mới cho chủ nhân. Của tôi đã xong xuôi. Mất tầm 15 phút rồi. Nhanh ghê ha, mình ghi sẵn á, chỉ chạy thôi đúng không? Ừ. Cái này không biết mà cứ lằng hoàng là ngu người ha anh Toàn. Lằng hoàng mất tập tiếng ấy. Xe vô. Ok. Ra sau lắp biển. Cái cúc này là quay đi. Đây nói đi. Cái cúc này bắt đầu phải lắp đằng sau. À, lắp bên tay trái. Nói chung là trái phải là được, nhưng mà thường là họ lắp bên tay trái. Lắp vào. À, lúc mà xong xuôi thì ra chỗ mà gần để xe để nó cặc cứ nin lại, xong là nó đóng cúc là để chống. Cái mục đích cấu cúc này là để chống trộm thôi, chống làm biển giả. Đấy, khâu mà sang tên đổi chủ mình tự mình làm thì nó sẽ đỡ mất tầm 3 đến 5 man. Nhưng mà nhờ người khác đi làm chắc là phải mất, người ta lấy sẽ lấy công là 3 đến 5 man. Còn anh em mua xe muốn rẻ thì tự đi làm, tự sang tên đổi chủ. Liên hệ với anh Toàn. Anh Toàn có bán xe luôn. Liên hệ với anh em tôi. Ok, xong rồi. Mọi người xem kênh và ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Xin cảm ơn nhá. Đã xong rồi. Tuyệt vời anh Toàn. Cái gì cũng biết. Thôi ra kia rồi nhá. Cắt lên đi. Ủa gì trong giấy tờ mình bây giờ nó thành đổi tên mình chưa ta? Xong hết rồi, tên này, tên tên này.
đúng rồi. Sạc kênh của mày là xong rồi. Nhưng mà giấy tờ chừng nữa mình bán á là bán thì mình là đăng khác. Không, là chừng nữa mình bán giấy bán nó có cái này là nó hết. Đủ hết. Chưa phải lên sớm bật điều hòa nó. Đây nè, cái giấy này mới quan trọng nè, để cho cái này mới quan trọng nè, giấy sạc kênh nó không quan trọng, sạc kênh mình tự làm cũng được. Cái trúc kê đi mà, sạc kênh mới quan trọng. Xong rồi. Lên xe đó. Sang kia lắp khuy đấy. Từ đó. Rồi để em quay cái cảnh này lại, cái quay cái cảnh mà anh lắp khuy cũng hay nó đi để em coi chứ. À, bây giờ xong xuôi lắp biển xong xuôi rồi thì là ra để ra cái chỗ mà chiêu xa rồi si chỗ kia đấy, thì là chỗ đấy là để nó check check cái xả kê nó lắp cái khuy vào chỉ kéo nóng nhỉ. Rồi đập nóng lớn gì đó, từ từ em thấy lạnh từ từ rồi đó. Nóng không mày? Nóng rồi. Này đéo thấy lạnh luôn. Ơ mày cầm máy, mày cầm máy quay để anh ấy. Cầm máy quay để anh. Cái này nó gió. Bật rồi, anh cứ đi đi. Để anh sang bên kia. Đấy, sang bên kia. Sang bên kia đóng khuy. Đây là chỗ đóng khuy nè các bạn. Đây, họ check cái xả kênh sồ xong họ xem cái đầu xe ấy, xem đủ khả năng đi được không ấy, nó có lỗi lủng gì không ấy, xong họ cho mình cái khuy ở đít để chống trộm. Xong là bây giờ đã thành xe của chủ nhân là ok rồi đấy, chính thức là bây giờ xe là của chủ nhân. Rồi bây giờ thủ tục mà Meggy Henko mà đổi chỗ là hết rồi đấy. Là xong, xong nó sang đóng khuy là ok. Đấy nằm mọi người. Mất chừng 15 phút an toàn đấy, nhưng mình ghi 15 phút mà đã đéo đến ấy. Thôi nha, mình dừng video nha.